Chào mừng các bạn đến với Dragon, mình là Slenderman đây. Và ở những cái video lần trước á, thì mình có join cái thằng Nook và mình có nhận được những cái comment, nói chung là nói mình là ác quá, là join thằng Nook như vậy là ác quá, là không nên này nọ đâu. Ok, thì mình khi mà mình đọc những cái comment đó thì mình cảm thấy rất là có lỗi với thằng Nook. Dù sao thì nó cũng là cái người bạn thân của mình mà mình lại join nó như vậy, nên mình thấy nó nói chung là khá là ác. Cho nên là hôm nay mình quyết định mình sẽ xây một cái căn nhà để tặng nó. Ừ, ghê chưa? Thì hôm nay mình sẽ xây một cái căn nhà đơn giản thôi. Và cái căn nhà nó có hệ thống cửa tự động để mình tặng nó, coi như là chuộc lỗi. Đó, thì hôm nay mình sẽ không có cho nó nữa. Tại vì các bạn kêu mình ác quá, thì mình cũng cảm thấy là mình cũng công nhận ác thiệt. Cho nó không có biết gì hết mà vô cho nó nổ TNT đồ thì rất là tội nghiệp. Rồi thì hôm nay bây giờ thì mình sẽ xây một cái căn nhà có cửa tự động để mình tặng cho nó, coi như là chuộc lỗi vậy mà. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ let's go. Ok, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu xây cái căn nhà cho nó ha. Thì coi như là để chuộc lỗi mà. Rồi bây giờ thì mình sẽ xây một cái căn nhà đơn giản và bình thường như ở phường luôn. Một cái căn nhà phải nói là sao mà cho nó đẹp đẹp tí. Ok, đây đây đây, mình sẽ cắt khoảng, căn nhà của nó cũng không có cần rộng đâu, mà sẽ làm cho nó một cái căn phòng bí mật luôn. Đó, hệ thống cửa tự động và một cái căn phòng bí mật nha các bạn. Đây, rất là dễ, rất là đơn giản. Nói chung là chúng ta chỉ cần làm nó đơn giản thôi, không có cần phải làm nó rườm rà. Ok, đó, mình sẽ lót gạch cho nó luôn, nhìn cho nó đẹp. Oh yeah. Cái này thì nó sẽ mất thời gian một tí, nhưng mà các bạn cố gắng thông cảm. Mình sẽ xây cho các bạn xem. Mình xây cái căn nhà đơn giản mà, nó lẹ lắm, không có gì mà lâu hết á. Các bạn cố gắng xem giùm mình, đừng có tua, mấy các bạn thực sự các bạn tua là rất uổng công của mình. Chẳng hạn như cái mình làm sống thần á, mà các bạn tua qua video của mình, mà các bạn tua qua những cái đoạn kia thì nó thực sự là nó chỉ các bạn chủ yếu coi sống thần của mình, các bạn tua qua rất là nhanh đúng không? Các bạn chỉ tua đến cái phần nào mà có sống thần thôi. Đó, thì thực sự là rất là uổng phí cái công sức của mình làm. Thì nếu các bạn thực sự là muốn mình làm video và ủng hộ mình á, thì các bạn cố gắng coi hết video của mình. Đó, các bạn thấy mình xây một cái căn nhà rất là ok không? Rất là ok BD. Thì một cái căn nhà đơn giản như thế nè. Đó. Rồi mình sẽ làm cho nó một cái cửa bí mật, một cái căn phòng bí mật ở đằng sau này. Đó, một cái phòng bí mật này ha. Ở đằng sau này thì mình sẽ chừa ra và mình sẽ làm một cái căn phòng bí mật cho nó. Oh yeah. Oh, nhà như vậy là ngon rồi các bạn. Quá là tuyệt vời. Nói chung là mình làm cái cho núp thì mình thấy nó cũng hơi ác. Tại vì mình cho nó như vậy thì thật sự là không có công bằng với nó lắm. Tại vì nó mới chơi mà. Oh, một cái căn nhà vậy thấy hợp lý không? Quá tuyệt vời à. Oh yeah. Rồi bây giờ mình sẽ trang trí, mình sẽ lắp lại. Mình sẽ không có công làm căn nhà giống cái kiểu mà mình hay làm đâu, mình sẽ lắp lại như bình thường vậy thôi, lắp lại cho nó thành cái nóc thôi. Oh yeah, mình mong là thằng núp nó sẽ thích căn nhà này và nó sẽ tha lỗi cho mình. Kiểu như là các bạn kêu là mình ác quá, lần trước thì mình cho nó bằng cái lốc sấy nước thì nói chung là mình thấy rất là ác luôn. Oh yeah, rồi bây giờ thì mình sẽ trang trí vô cho nó ha. Chẳng hạn như mình sẽ làm cái cửa, thì cái cửa mình sẽ chơi cửa sắt nè, mình sẽ trang trí cho nó. Ok, đó, cửa sắt mà hệ thống như vậy là, ơi khoan từ hệ thống như vậy là quá tuyệt vời đó các bạn. Bụp, đó, thì mình sẽ làm cửa ra vào cho nó luôn. Đấy, ngon chưa, quá đã. Bây giờ mình sẽ trang trí cho nó. Thì mình sẽ trang trí nó một cách đơn giản và tuyệt vời nhất. Nó chắc nó không biết wrap đồ đâu ha. Chắc mình không có cần đâu. Mình sẽ cho nó hai cái rương chống thôi, không có cần phải bỏ gì hết á. Nó khá là khờ khờ, nó không biết cái gì đâu. Cho nên là chúng ta không có cần phải. Oh, ghê. Đó. Rồi đây. Oh yeah. Vậy là mình cảm thấy là nó khá là ok rồi đó. Rồi đến bây giờ thì mình sẽ làm cho nó một cái căn hầm bí mật, cái nhà bí mật, cái hầm bí mật ở đây. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu vào làm. Nó khá là đơn giản thôi các bạn. Bây giờ mình sẽ đào, nó sẽ bước vào đây đúng không? Mở cánh cửa qua, bước vào đây.
Oh yeah. Mình sẽ làm cho nó một cái đường bí mật cho nó nhìn cho nó phê phê một tí. Ok, và ở đây nữa. Đó. Nó khá là đơn giản thôi bạn. Và từ từ đó. Oh yeah. Như vậy là ơi khoan, từ từ mình làm gì đó hơi sai sai đó. Thế nào. Vậy thôi. Đấy. Và mình sẽ lắp lại chỗ này thì mình sẽ đặt đuốc redstone lên đây. Lên đây nè. Đặt lên. Và mình sẽ đặt một cái block đất lên. Và mình sẽ đặt bụp một cái trên đây nữa. Và bụp. Ok. Vậy là nó đã có một cái đường hầm bí mật của các bạn. Một cái nhà bí mật, mình sẽ xây cho nó cái nhà bí mật. Thật sự là rất là đơn giản luôn. Rồi, mình sẽ lắp lại chỗ này và mình xây được cái nhà bí mật cho nó ha. Xây ở khúc sau này nè cho nó. Ok, rồi mình sẽ quay trở lại. Hiện tại là mình đang trên đường tới nhà của thằng nước nè. Mình xây xong cái nhà rồi thì mình cũng muốn là chuộc lỗi với nó. Nói chung là tặng cho nó một cái căn nhà chúng chẳng có gì cả, rất là đơn giản đúng không? Oh yeah. Thôi bây giờ thì nhà nó phong ta, nhà nó kìa phải không? Ý nhà nó kìa, nhà nó kìa. Ơi, Nước ơi, Nước ơi, mày ở đâu? Mày ở đâu? Anh tới nè, anh Slen tới nè, mày không có chào đón anh hả? Nước ơi, Nước, mày ở đâu? Nó đâu rồi ta? Sao không thấy nó trả lời ta? Vô nhà nó coi. Nước ơi, Nước ơi, Nước, Nước ơi, Nước, mày ở đâu? Ô cái nhà của nó thấy tội bạn nó rồi ta. Ô nó không có nhà. Nó không có ở nhà đi đâu rồi ta? Nước ơi, Nước ơi, Nước, mày ở đâu? Rồi bữa mình mới tắm đây chứ đâu theo mình nhớ là hình như là mình mới tắm ở đây gần đây là tháng rồi, tháng trước mình mới tắm chứ đâu, giờ phải tắm nữa chán ghê. Einstein kêu mình là phải giữ gìn chứ đâu, giữ gìn cơ thể sạch sẽ là mình đã tắm mới tháng trước mình mới tắm mà bây giờ phải tắm lại nữa chán ghê. Mà thôi nghe lời Einstein đi. Mà như mình nghe tiếng Einstein thì phải. Đúng rồi. Aslan ơi, em ở dưới đây nè. Mà đừng có xuống nha, đang tắm, đừng có xuống. Ơi, như nó đang tắm. Đúng rồi. Đâu lại gần, lại rình nó coi. Nó sợ người ta thấy nó tắm lắm. Rình đó. Hi, Nước ơi. Đang tắm hả cô, đâu rồi. Ơi Nước, mày đang tắm hả cô? Ủa mà sao hôm nay Aslan qua kiếm mình ta? Có chuyện gì vậy ta? Ủa mà nãy mình kêu anh đứng ở trên mà mình nghe cái tiếng gần ở đây. Có khi chị chim lại, phải lộn một chiếc khúc chiếc lại. Ơi, tôi đã nói anh rồi là anh đứng ở trên đó anh đợi tôi đi, anh lại đây làm cái gì? Tôi đang tắm mà, chết rồi, chê cù lại. Thiệt tình anh luôn á, hồi nãy tôi nói là đứng ở trên đây đợi xuống dưới đó làm cái gì á. Tôi đang tắm, tôi không mặc đồ rồi còn nhìn nó, biết tôi ngại không? Ngại cái gì nữa trời, lớn rồi, có lông có cánh hết rồi mà còn mày đặt ngại nữa chứ. Nhìn mày đi, tướng chả bá gì rồi mà còn ngại nữa hả? Nghĩ gì sao vậy? Thôi đi, anh cứ kẹo hoài à, nhìn bự con vậy thôi chứ. Nó nhỏ nghe, chưa có lòng đâu, thiệt á. Mà thôi bỏ đi. Hôm nay anh qua kiếm em có chuyện gì ta? Hôm nay là một cái vinh dự của em ha, khi mà anh Slen qua kiếm em. Wow, thật có chuyện gì vậy anh? Hôm nay cứ qua kiếm em nói chung là một cái niềm vui nha. Thực ra hôm nay anh qua kiếm em á, là anh muốn gọi là tặng cho em một cái món quà đó mà. Thì anh có làm mấy cái video về kiểu như là chọc ghẹo em á. Thì mấy bạn ở trên kênh của anh họ có nói là anh chọc ghẹo em vậy thì ác quá. Mà anh cũng thấy ác nữa cho nên là anh coi như là anh hối lỗi rồi. Anh thấy như vậy ác quá. Anh muốn là tặng cho em một cái món quà. Thì anh đã làm sẵn cái món quà đó rồi. Bây giờ á, thì em đi theo anh để lấy cái món quà đó. Không biết em có chịu đi theo anh để lấy món quà không ta? Ồ, vậy là có quà hả? Đúng rồi, em thấy đúng mấy bạn nói đúng rồi đó. Mấy lần trước á, anh chọc em hơi bị ác á, cho anh nổ tùm lum tùm la hết á, làm em hả bị thương tích đầy mình. Nhưng mà thôi, hôm nay có quà rồi, em bỏ quà cho anh đó. Thôi bây giờ chúng ta đi lẹ đi, để coi món quà là gì. Trời, em nghe tới quà là em rất là thích rồi. Trời ơi, ngu gì không lấy, mấy thằng ngu mới không lấy quà thôi. Đi lẹ lên, sắp tới cái món quà đó rồi đó. Đó, món quà anh để đằng đây nè, đi lẹ lên đi, than thở cái gì, có quà mà than nữa. Nhanh lên nào, đây, sắp có món quà nè. Đó, thấy gì chưa. Và đây,
là cái món quà anh muốn dành tặng cho em, đó chính là một căn nhà. Thì nói chung là những cái bạn đã nói anh á là chọc em như vậy khá là ác, và anh cũng thấy rất là có lỗi với em, cho nên là anh đã xây một căn nhà dành tặng cho em. Và lưu ý là cái căn nhà này là cửa tự động luôn nha, và anh có xây cho em một cái phòng bí mật nữa rất là hay luôn. Rồi bây giờ thì em vô nhà coi như thế nào, vô nhà thử coi. Ồ thiệt hả anh tặng cho em thiệt hả, anh tặng cho em căn nhà này luôn, trời ơi đã quá dạ. Wow, cửa tự động hả? Rồi để em vô em tham quan căn nhà này coi, cửa tự động luôn ta, ghê. Ồ đi vô coi. Ồ mở tự mở luôn, ghê. Wow, ở đây có cái giường nè, có cái rương đồ. Ơ, không có gì vậy, sao anh không có bỏ gì cho em hết vậy? Anh kỳ quá, phải bỏ gì vô cho em đấy chứ. Ồ, cái này có sách nữa nè. Ồ, mà em đâu có đọc sách đâu, anh bỏ sách dùm chi à? Ừ, cái này để chân thôi chứ làm gì. Ồ, đừng có nói. Ơ, cái này là căn phòng bí mật hả anh? Đi vô được không? Ồ, đi vô được hả? Đi vô thử coi. Ồ, đã vậy. Ồ, wow, có cái gì nữa nè. Ồ, wow. Ủa mà sao ra? Anh ơi, giờ sao ra anh? Vô mà không ra được, giờ sao? À, bị kẹt rồi hả? Thôi, về ở trong đó lui nha. Thôi, anh đi nha. Anh nói trước là cái căn phòng đó là nó không có đi ra đâu, nó không có đường mở đâu. Cho nên là, thôi, ở trong đó nha. Anh đi nha, bye bye. Ồ, sao anh nói anh thương em mà anh tặng cho em căn nhà rồi sao giờ anh nhốt em trong cái căn phòng này thôi. Ở trong đó tối thui à, không có thấy gì rõ hết á, toàn là mờ không à, không có thấy được. Ôi nơi anh thả em ra đi, đừng có nhốt em trong đây. Bởi vậy mấy bạn anh kêu anh là ác là đúng rồi, lúc nào anh cũng hại em hết á. Thôi mà mở cửa cho em ra đi anh ơi. Anh còn ở đây mà anh đó đi đâu đâu luôn mà sợ dữ vậy. Anh hù em tí thôi, thực ra là trong đó có cái chìa khóa đó. Em thấy cho ở trong một cái rương, em nhìn kỹ đi sẽ có một cái chìa khóa màu đỏ. Và em lấy cái chìa khóa đó, rồi em đi vào cái góc ở trong, có một cái góc ở trong á, thì em đi vào sẽ thấy có một cái cục đó, thì em cắm ở lấy cái chìa khóa đó đó, em cắm lên cái tường, kế cái cục đó thì cái cửa nó sẽ mở ra. Đó có vậy thôi mà. Ơi mà khoan, trước khi á, em muốn mở cái cửa này thì anh để anh đi ra ngoài tí. Đó. Rồi, bây giờ em có thể mở cửa được rồi đó. Rồi, bây giờ phải kiếm cái đồ để mở khóa thôi. Anh có chỉ cho mình là có một cái rương. Rồi ta. À, đây rồi. Mở ra. Ồ, có chìa khóa màu đỏ. Rồi đi vào góc ở trong. À, có một cái góc ở trong đây. Mà quái lạ. Tại sao mà mình mở cửa thôi mà làm gì mà phải đi ra ngoài vậy à? Ông này lạ thì cài ông đi. Không quan tâm, mình ra ngoài đi, mình chữa cho một trận cho ông biết. Kêu đi vào đây. Sẽ thấy có một cái cục. À, có một cái cục ở đây. Rồi kêu cắm vô tường. Cắm vô tường. Ta-da. Ủa cái này thấy bình quang. Ui, cái này nó nổ. Ui. Mình tiếp tục là mình cho nó nữa rồi các bạn à. Thì lúc đầu á, chắc chắn các bạn cũng bị mình lừa rồi. Lúc đầu là mình, các bạn tưởng mình là tặng cho nó một cái căn nhà chứ gì. Thực ra là sai rồi. Mình chỉ dựng lên căn nhà đó là một cái hiện trường thôi. Nhưng mà thực ra là mình đã làm một cái. Nếu mà các bạn để ý á, khi mà mình làm cái hệ thống cửa tự động, mà cái cửa bí mật, cái nhà, cái phòng bí mật á, thì các bạn sẽ thấy là cái cửa đó chỉ có đường vào chứ không có lối ra. Đó. Thì lúc đó nếu mà các bạn nào để ý thì các bạn sẽ nghi ngờ liền. Thì mình đã làm một cái bẫy. À, cái đó là một cái bẫy cho cái căn phòng là kẹt vĩnh viễn trong đó luôn, không thể nào ra được. Đó, ghê chưa? Thì chỉ có đường vào chứ không có đường ra. Cái cách làm đó cực kỳ là đơn giản các bạn thấy không? Chỉ làm trong vài bước là sẽ thành một cái căn phòng bí mật mày và bị kẹt vĩnh viễn ở trong đó. Và mình đã dụ nó bằng cách là kêu nó lấy cái đuốc redstone là một cái chìa khóa. Rồi, cái TNT thì nó đã không có thấy rõ mà. Mình dụ nó cắm vào tường thì lúc mà nó chói lên một cái, bùm, thế là xong. Ok, và cảm ơn các bạn đã xem cái video của mình ha. Và nếu các bạn thấy hay á thì đừng quên để lại một like cho mình. Đừng quên đăng ký kênh của mình để có thể theo dõi được video mới của mình. Và nếu thấy thích nữa thì đừng quên là chia sẻ video nếu các bạn thích. Rồi và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Và quên nữa, đừng quên là comment ý tưởng cũng như là thử thách của bạn ở dưới video này. Thì mong là các bạn hãy comment những ý tưởng nào khác nữa, những ý tưởng hay hơn nữa. Ngoài sóng thần ra thì các bạn có thể comment những ý tưởng khác nữa nha. Rồi và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.